Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin thời sự sáng nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Phòng. Những nội dung chính sẽ có trong bản tin. Đảng bộ khu kinh tế Hải Phòng triển khai nhiều giải pháp tạo nguồn phát triển đảng viên tại doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Tập trung hoàn thiện thủ tục, triển khai thi công các công trình nông thôn mới kiểu mẫu. Phấn đấu đến hết năm 2025, 100% số xã sẽ hoàn thành chương trình xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu. Cùng nhiều thông tin đáng quan tâm khác, sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, theo đề án, sắp xếp, thành lập, điều chỉnh địa giới hành chính cấp huyện, cấp xã trên địa bàn thành phố giai đoạn 2023-2025, Hải Phòng có 167 đơn vị hành chính cấp xã, giảm 50 đơn vị. Đến thời điểm này, thành phố đang tích cực phối hợp với các bộ ngành trung ương hoàn thiện hồ sơ, thủ tục, các đề án để trình Chính phủ và Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Giai đoạn 2023-2025, Hải Phòng thực hiện 4 đề án sắp xếp thành lập, điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã, bao gồm sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2025 của thành phố Hải Phòng, điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính quận Hải An và huyện Thủy Nguyên, sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, thành lập các phường và thành lập thành phố Thủy Nguyên thuộc thành phố Hải Phòng, điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính huyện An Dương và quận Hồng Bàng, sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, thành lập các phường và thành lập quận An Dương thuộc thành phố Hải Phòng và điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính huyện An Dương để mở rộng quận Hồng Bàng và sắp xếp thành lập các phường thuộc quận Hồng Bàng. Theo kế hoạch, trong tháng 8 này, các quận huyện sẽ hoàn thiện hồ sơ các đề án gửi Sở Nội vụ tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt để gửi Bộ Nội vụ tổ chức thẩm định. Các bước tiếp theo như là Bộ Nội vụ thẩm định, trình Chính phủ, trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội, dự kiến là cái tiến độ là trong tháng 10. Thì với cái tiến độ như thế này thì chúng tôi khẳng định là sẽ đảm bảo theo quy định là trong tháng 8 này sẽ hoàn thiện các cái hồ sơ tài liệu để trình cơ quan trung ương. Chúng tôi sẽ tiếp tục và bám sát Bộ Nội vụ cũng như là các cơ quan trung ương để sớm trình Chính phủ cũng như Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét thông qua nghị quyết về việc sắp xếp thành lập điều chỉnh địa giới hành chính trên địa bàn thành phố Hải Phòng. Sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn thành phố Hải Phòng giai đoạn 2023-2025 nhằm cụ thể hóa mục tiêu, nhiệm vụ nghị quyết số 18 của Ban chấp hành Trung ương, nghị quyết số 37 và kết luận số 48 của Bộ Chính trị, nghị quyết số 35 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố khóa 16 và các quy hoạch đã đặt ra nhằm tổ chức hợp lý các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã phù hợp với thực tiễn và xu thế phát triển của thành phố. Đến thời điểm này, thành phố đang gấp rút hoàn thiện hồ sơ các đề án, bảo đảm đúng yêu cầu tiến độ đề ra. Vượt qua nhiều thách thức với sự nỗ lực rất lớn cùng các giải pháp cụ thể, quyết liệt của các cấp ủy, đảng bộ khu kinh tế đã tích cực chỉ đạo, triển khai nhiều giải pháp tạo nguồn phát triển đảng, bước đầu ghi nhận các kết quả khả quan. Những ngày tháng năm, các đảng viên đang làm việc tại công ty trách nhiệm hữu hạn Bushion Việt Nam hết sức vui mừng phấn khởi khi tham dự lễ thành lập chi bộ công ty trách nhiệm hữu hạn Bushion Việt Nam. Từ đây, các đảng viên sẽ được sinh hoạt đảng ngay tại công ty, thuận lợi hơn cho công tác đảng cũng như công tác chuyên môn. Tôi rất là vui và cảm thấy rất hạnh phúc. Thành lập chi bộ tại doanh nghiệp thì nó cũng rất là tốt, tại vì đây nó cũng là một cái sự lan tỏa tới người công nhân, người quần chúng để thu hút quần chúng cũng như người lao động vào đảng nhanh nhất và hiệu quả nhất. Nhờ sự chỉ đạo sát sao của cấp ủy các cấp, nỗ lực không ngừng của đội ngũ những người làm công tác phát triển đảng, sự giúp sức tích cực của lực lượng công đoàn, từ đầu năm đến nay, Đảng ủy khu kinh tế ghi nhận sự ra đời của nhiều tổ chức đảng tại doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, phát triển thêm nhiều đảng viên mới. Nhiều cách thức tuyên truyền hiệu quả đã được chia sẻ tới từng chi bộ. Từ đầu năm đến nay, Đảng ủy khu kinh tế đã tổ chức nhiều lớp bồi dưỡng nhận thức về đảng cho hàng trăm quần chúng ưu tú làm việc tại doanh nghiệp trong khu công nghiệp, khu kinh tế, qua đó góp phần thực hiện hiệu quả nghị quyết 28 của Ban Thường vụ Thành ủy. Theo khảo sát của Liên minh Hợp tác xã Việt Nam tại 174 hợp tác xã ở 24 tỉnh, thành phố và 34 Liên minh Hợp tác xã tỉnh, thành phố ghi nhận, mới chỉ có 37,4% hợp tác xã sử dụng công nghệ thông tin trong đào tạo, tuyên truyền, 47,4% hợp tác xã áp dụng bán hàng online, kết hợp giao hàng tận nơi. Còn lại phần lớn hợp tác xã, khoảng 76,8% có điện thoại thông minh nhưng chỉ dùng để trao đổi thông tin và ra quyết định tập thể. Điều này chưa tận dụng được hết tính năng của công nghệ vào sản xuất kinh doanh cũng như quản lý. Để có thể ứng dụng công nghệ hiện đại vào sản xuất và quản lý, các hợp tác xã vẫn cần phải có nhiều giải pháp đồng bộ.
Chính vì vậy, bên cạnh nỗ lực của các hợp tác xã, nhà nước, thành phố cần tăng cường hoàn thiện thể chế, chính sách hỗ trợ khu vực kinh tế tập thể, nòng cốt là các hợp tác xã thực hiện chuyển đổi số, nhất là về nguồn vốn để quá trình ứng dụng công nghệ vào thực tiễn của hợp tác xã được đồng bộ và lâu dài hơn. Thưa quý vị, dự kiến đến năm 2025, Hải Phòng sẽ tiến hành đấu thầu dịch vụ công thu gom, xử lý rác thải tại khu vực nông thôn như đối với khu vực đô thị. Tại Hải Phòng, thời gian qua, việc phân loại rác thải tại nguồn đạt tỷ lệ chưa cao, việc xử lý sau phân loại đối với rác hữu cơ chưa thực sự hiệu quả. Chỉ có hai đơn vị là Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Môi trường đô thị Hải Phòng, Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Kho vận Phú Hưng có đủ năng lực để đảm bảo xử lý rác hữu cơ sau phân loại. Liên quan đến vấn đề thu gom xử lý rác thải tại nông thôn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu các doanh nghiệp đơn vị tiếp tục quan tâm đầu tư cải tạo, nâng cấp các phương tiện vận chuyển để thực hiện tốt việc thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải. Đến năm 2025, Hải Phòng sẽ tiến hành đấu thầu dịch vụ công thu gom xử lý rác thải tại khu vực nông thôn như đối với khu vực đô thị. Tiếp tục các hoạt động bảo vệ môi trường và phát huy tinh thần xung kích, sáng tạo, tình nguyện của đoàn viên, thanh thiếu nhi trong bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Bạch Long Vĩ, Đoàn cơ sở Lữ đoàn Đặc công Hải quân 126, phối hợp với huyện đoàn Bạch Long Vĩ, tổ chức thu dọn vệ sinh, chăm sóc cây xanh tại một số khu vực trên huyện đảo. Đây là dịp để nâng cao ý thức trách nhiệm của từng đoàn viên thanh niên của các đơn vị, lực lượng vũ trang trên địa bàn huyện đối với việc giữ gìn, bảo vệ cảnh quan môi trường, trồng cây xanh tại huyện đảo. Các đơn vị tiến hành dọn vệ sinh, cắt cỏ, chỉnh trang cảnh quan khuôn viên đền thờ anh hùng dân tộc và liệt sĩ và đài liệt sĩ huyện Bạch Long Vĩ, dọn vệ sinh, thu gom rác thải quanh khu vực. Được biết, thời gian qua, Ban Chỉ huy Quân sự huyện thực hiện nhiều giải pháp nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của từng cá nhân, đồng thời tăng cường công tác tham mưu cho cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, phối hợp với các lực lượng đóng quân trên địa bàn tổ chức nhiều đợt tổng vệ sinh môi trường xung quanh đảo. Triển khai xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu. Theo kế hoạch, cuối năm nay sẽ hoàn thành việc xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu đối với 35 xã giai đoạn 2023-2024, đồng thời sẽ tiếp tục triển khai xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu tại 45 xã còn lại. Phần đầu đến hết năm 2025, 100% số xã sẽ hoàn thành việc xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu. Tính đến nay, trên địa bàn thành phố đã có 89 trong tổng số 137 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và 54 trong tổng số 137 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Triển khai xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu ở 35 xã từ năm 2023, hoàn thành năm 2024 có tổng số 803 công trình, trong đó có 789 công trình sử dụng nguồn ngân sách thành phố, 14 công trình của huyện An Dương sử dụng ngân sách địa phương, gồm 630 công trình giao thông, chiếm 78%, 173 công trình trường học, văn hóa, y tế, môi trường, chiếm 22%. Tính đến hết tháng 7, đã có 772 trong tổng số 789 công trình đang được triển khai thi công, khối lượng trung bình đạt khoảng gần 70%. Đến thời điểm hiện tại là thành phố đã và đang triển khai 137 xã, trên 107 xã xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu. Với tiến độ 35 xã thì hiện nay là trung bình toàn thành phố đạt 70% khối lượng thi công. Và trong đó nhanh nhất thì là Vĩnh Bảo đạt 86%, và chậm nhất thì là có Thủy Nguyên đang là 58%. Đánh giá cơ bản là sẽ hoàn thành cái chương trình xây dựng nông thôn mới năm 2024. Đối với 45 xã xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2024-2025 có 1.047 công trình, trong đó có 742 công trình giao thông, 305 công trình giáo dục, văn hóa và y tế. Hiện nay đã có 7 xã gồm Lê Lợi, huyện An Dương và 6 xã của huyện Thủy Nguyên đã hoàn thành việc lựa chọn nhà thầu thi công và khởi công xây dựng. Các xã còn lại đang hoàn thiện hồ sơ thủ tục theo quy định để sớm triển khai thi công xây dựng trong thời gian sớm nhất. Bên cạnh đó, việc triển khai xét duyệt, công nhận huyện nông thôn mới nâng cao, hiện cả 4 huyện là An Lão, Kiến Thụy, Tiên Lãng, Vĩnh Bảo đã hoàn thiện hồ sơ gửi các sở ngành liên quan thẩm tra theo quy định. Tiếp theo là những thông tin về dự báo thời tiết một số tỉnh thành phố trên cả nước ngày hôm nay. Thông tin về dự báo thời tiết đã kết thúc bản tin thời sự sáng nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Phòng. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các bản tin thời sự sau.